Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách edit những cái video viral bằng CapCut mà không cần phải dùng bất cứ những cái công cụ nào phức tạp và đắt tiền khác. CapCut miễn phí là đã đủ để các bạn làm những video viral rồi. À, nếu mà các bạn không tin á thì mình có thể mở cho các bạn xem thử nha. Đây. Đây là những cái video mình hoàn toàn làm bằng CapCut, các bạn có thể xem qua một lần để các bạn biết là nó không bị phức tạp á, chỉ cần các bạn làm đúng công thức này của mình là mình tin là các bạn có thể làm được cái video viral cấp khách rồi. Chờ một chút. Đây. Đây là cái kênh Facebook, cái fanpage của mình. Thì mình bấm bấm vào reel cho các bạn xem nha. Reel. Rồi. Thì đây là những cái video của mình nè. Thì ví dụ như sẽ có những cái video này là 38.000 view nè. Rồi, cũng có những cái video nó rất là to. Ví dụ như cái video này lên tới rồi. Đây. Video này 2-3 ngàn view, từ từ nó sẽ đây, video này lên tới là 600.000 view rồi. Còn nữa, còn những video khác nó cũng rất là to nên mình tìm cho đây, video này lên tới là gần 1 triệu view, hoàn toàn bằng CapCut nha, không có dùng gì phức tạp đâu. Rồi mình mở thêm nè, video này là có 200.000 view nè, video này là gần 1 triệu view nè, 1 triệu view nè đó, video này là hơn 1 triệu view nè, 1,5 triệu view nè, đó thấy chưa, và cấp kết hoàn toàn luôn. Video này 1 triệu view nè, video này 700.000 view, 800.000 view nè, 600.000 view nè. Rồi mình đã dùng cái công cụ cấp kết này để làm rất nhiều video nhiều view, cho nên các bạn cứ yên tâm là cái phần mềm này hoàn toàn có thể làm được video viral mà không cần bất cứ phần mềm tắt tiền hoặc là những cái hiệu ứng kỹ xảo gì nó to tát cả. Trước khi bước vào edit video á thì mình muốn các bạn xem qua cái video gốc nó như thế nào để mọi người biết là cái trước và sau khi edit á, thì nó có mang lại những cái tác dụng gì nha. Đây là video gốc của mình nè, mình mở cho các bạn xem nè. Video này là cái video mà mình tự quay bằng điện thoại luôn nha. Thì đây là cách mình quay, các bạn coi á, thì cũng đừng có thắc mắc là tại sao nó dở ẹt vậy, tại vì cái cách quay của mình nó như vậy, nó one shot, mình quay đúng một lần, mình không tốn nhiều thời gian để quay đi quay lại, và mình cũng không học thuộc cái bài quay đâu, mà mình sử dụng một phương pháp là mình viết ra kịch bản và mình nói theo kịch bản mình để sẵn rồi. Không phải là ChatGPT mà đây mới là ba cổ phiếu tiềm năng mà các bạn muốn. Đó, có những lúc mà mình sẽ bị dừng lại tại Đây vì mới là ba cổ phiếu về AI các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Sau cái đợt bùng nổ về AI trong đầu năm á, sau cái đợt bùng nổ về AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT để đón đầu tương lai. Nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI để đón đầu tương lai. Sai rồi, công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua. Công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua được. Mà nếu các bạn muốn đặt cược vào cái công nghệ AI á thì bất cứ công ty nào đang phát triển phần mềm AI hiện tại đều khá là rủi ro. Ok, rồi mọi người thấy không, cái video gốc á nó siêu siêu dở luôn, siêu chán luôn, thì mình sẽ dùng cái phần mềm cấp khách này để edit lại cho nó hay hơn nha. Rồi bước đầu tiên khi mà mình edit bất cứ cái video nào nó cũng phải là các bạn phải import video nha. Cái này mình chỉ trong phần người rồi rồi là cách làm sao để import video, rồi bấm import và đưa cái video mà bạn cần edit vào trong đây là xong nha. Rồi tiếp theo, sau khi import video mình sẽ làm cái bước này ngay lập tức là mình sẽ phải tăng cái âm lượng của cái video lên mức tối đa. Dù như lúc đầu là nó sẽ đang ở mức như vậy thì mình sẽ kéo lên mức tối đa. Cái lợi của cái việc làm này á, nó sẽ giúp cho các bạn nhìn rõ được hơn cái phần mà bạn đang nói. Mình để mình quay lại nha, nếu mình lúc chưa tăng nè đó, các bạn nhìn chú ý nhìn chỗ này nè, những cái chỗ mà con chuột mình đang xoáy xoáy nè, là nó sẽ không có cái phần mà phần xếp nhấp nhô á, là cái phần gọi là phần âm thanh á đó, mà khi mà mình tăng lên tối đa này bạn sẽ thấy rõ không, thì những cái phần màu vàng á là những phần mà có âm thanh nói ra, còn những phần mà không có màu vàng á, là những phần mà mình không nói gì cả. Thì khi mà mình kéo cái mức âm lượng lên to nhất như vậy á, thứ nhất là mình vừa làm cái giọng mình nó to rõ hơn, thứ hai là vừa làm edit dễ hơn,
mình nhìn vô đây mình dễ cắt hơn, những cắt những cái đoạn mình không nói gì ra nó dễ dàng hơn. Rồi tiếp theo là các bạn bấm phần noise reduction nè, thì khi mà bấm vô đây á, là các tạp âm như là tiếng quạt hoặc tiếng xe á, nó sẽ giảm bớt. Ok, thì đó là những cái bước đầu tiên chuẩn bị cái file thô để các bạn bắt đầu bước vào phần edit cắt ha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình edit video này nha, bạn sẽ xem nè. Trên cái phím á, cái phím phím con phím máy tính á, nó có một cái nút gọi là nút khoảng cách. Khi mà các bạn gõ vào nút khoảng cách á, Không phải là ChatGPT. thì cái thanh này nè nó sẽ tự chạy, khi bạn gõ là một lần nữa sẽ dừng lại, thì mình sẽ dùng cái nút nào để đó mình cứ bấm là chạy, bấm là dừng, bấm là chạy, làm dừng, bấm là dừng, để cho một tay bạn cầm chuột, một tay các bạn cầm phím tắt nó nhanh hơn. Mình làm thử nha nè. Không phải là ChatGPT Rồi mà đây mới là ba cổ phiếu tiềm năng mà các bạn muốn. đó, thì cái đoạn này là một đoạn mình nói không hay, mình sẽ không có giữ lại, mình sẽ cắt luôn, mình sẽ tua qua tiếp nha. Đây mới là ba cổ phiếu về AI các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Rồi vậy thì mình sẽ cắt cái đoạn này là chưa nói gì cả nè. Đó mình sẽ bấm vào cái chữ nè, clip nè, đây là cắt nè, rồi mình xóa nó đi. Được chưa? Rồi Không phải là ChatGPT. rồi tới chỗ này mình sẽ cắt ra, tại vì nối liền với chỗ này nè. Đây mới là ba cổ phiếu về AI các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Rồi mình sẽ cắt cái này ra nha. Đó ví dụ nè, rồi thì mình sẽ nối liền hai này với nhau. Không phải là ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu về AI các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Rồi đó, thì cái đoạn này là đoạn mình đã hài lòng là mình giữ lại. Đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Rồi mình thấy là cái đoạn này nói nó hay hơn, hùng hồn hơn, mình sẽ giữ lại nha. Nè, đây nha. Rồi đó, khúc này đi để nó nói liền. Không phải là ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Rồi cái chỗ này á, là nó có một cái đoạn là đoạn trống âm, gọi là đoạn mình không nói gì cả, mình sẽ cắt đi luôn, tại vì trong video ngắn á thì người ta không có ngồi chờ để các bạn ngồi lấy hơi đâu, cắt luôn để cho nó câu nó liền mạch với nhau Đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. á. Rồi ok, mình sẽ giữ đoạn này lại. Tiếp theo, Sau cái đợt bùng nổ về AI trong đầu năm á, rồi ok, mình sẽ nghe tiếp đoạn này coi. sau cái Rồi vậy là tức là cái khúc trước này mình sẽ không có giữ, mình sẽ cắt ra luôn, tại vì cái mình khi mình quay mình nhớ những cái đoạn nào mà mình nói sai á, mình sẽ thường hay nói lại, thì cái đoạn nói cuối cùng sẽ là đoạn nó đúng sau cái đợt bùng nổ về AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng đó, thì mình sẽ giữ cái đoạn này lại nè. Rồi mình sẽ cắt những cái đoạn mà trống âm này nè để cho nó liền mạch với nhau nè, các bạn coi nè. Rồi. sau cái đợt bùng nổ về AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT để đón đầu tương lai. Rồi. Đó, mình sẽ cắt cái đoạn thừa này đi. Nha, các bạn nhìn thì nãy giờ mình vừa làm hướng dẫn quen rồi đó, thì bây giờ mình sẽ làm nhanh nha, tốc độ cao nha. Rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT để đón đầu tương lai. Rồi, mình sẽ làm cái video này với tốc độ cao có để cho các bạn biết là mình sẽ làm trong vòng bao nhiêu phút xong video này nha. Nên đầu tư vào công ty ChatGPT để nên đầu tư vào công ty mẹ. Tôi nghĩ rằng nên đầu nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI để đón đầu tương lai. Sai rồi, công ty sai rồi. Công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua. Công ty OpenAI sai rồi, công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua được. Mà nếu các bạn muốn đặt cược vào cái công nghệ AI á thì bất cứ công ty nào đã vì công để vì cái công nghệ này vẫn đang bất cứ công ty nào đang phát triển phần mềm AI hiện tại đều khá là rủi ro vì cái công nghệ này vẫn
vì cái công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn, vì cái công nghệ là bất vì cái công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn đầu, và bất cứ công trong giai đoạn đầu và bất cứ công ty nào cũng có thể bị tụt hậu. Là bị đối thủ vượt mặt. Do đó, các nhà đầu tư khôn ngoan đã cứ công ty nào cũng có thể bị tụt hậu. Các nhà đầu tư khôn ngoan đã tìm đến những cái nền tảng để phát triển cái công nghệ AI này. Và đây là ba công ty như vậy. Và đây là ba công ty và đây là ba công ty tiêu biểu. Cái công nghệ AI này và đây là ba công ty tiêu biểu. Số 1. Số 1. Nvidia. Nvidia là nhà thiết kế. Nvidia là nhà thiết kế. Nvidia là nhà thiết kế các đơn vị. Nvidia là nhà thiết kế các sản phẩm tiêu biểu. Số 1, Nvidia. Nvidia là nhà thiết kế các sản phẩm xử lý đồ họa hàng đầu. Nvidia là nhà thiết kế card đồ họa hàng đầu hiện tại. Nvidia nhà thiết kế card đồ họa hàng Nvidia là nhà thiết kế card đồ họa hàng đầu hiện tại. Nvidia là nhà thiết kế card đồ họa hàng đầu hiện tại. Và những cái card đồ họa này được sử dụng rất phổ biến trong các ngôn ngữ, và các card đồ họa này được sử dụng rất phổ biến trong các đồ họa này và các card đồ họa hàng đầu hiện tại và các card đồ họa này được sử dụng rất phổ biến trong các và các card đồ họa này được sử dụng rất và các card đồ họa này được sử dụng rất nhiều trong cái các mô trong cái các mô hình đào tạo ngôn ngữ cho AI được sử dụng rất nhiều được họa này được sử dụng và các card đồ họa này được sử dụng rất nhiều trong các mô hình đào tạo ngôn ngữ AI. Số 2. Có cái đoạn mình nói nó đi nó lại hỏi mới nghe mới hay được Số 2, Samsung. đó. Nên lúc quay các bạn nó sai cũng đừng có sợ, mình cứ quay lại thôi, tức là mình cứ nói lại thôi, đừng có quay lại cho tốt nghe. Tập đoàn Samsung đã được hưởng lợi rất lớn từ cái trend AI. Vì những cái sản vì những cái sản phẩm chip mà họ cung cấp. Bạn nào mà thấy tốn thời gian quá là các bạn cứ tua qua những phần khác nha, Có thể đáp ứng được cái trữ lượng. tại vì mình nghĩ là mình sẽ làm tiếp cái phần xem á, để nếu mà bạn nào không có rành thì nên xem để biết cái cách mà mình cứ cắt cái video như vậy nè. Chip mà họ cung cấp có thể đáp ứng được cái trữ lượng. Có thể đáp ứng được cái cấp có thể đáp mà họ cung cấp có thể đáp ứng được cái nhu cầu lưu trữ khổng lồ. Có thể đáp ứng
mà họ cung cấp có thể đáp ứng được nhu cầu lưu trữ dung lượng khổng lồ, có thể đáp ứng được các nhu cầu lưu trữ thông tin khổng lồ, cung cấp có thể đáp ứng được để sử dụng trong các nhu cầu lưu trữ thông tin khổng lồ. Để sử dụng trong các mô hình ngôn ngữ của AI. Điện thoại của mình lỡ quay ra nhanh quá mình sẽ cắt xác. Và cuối cùng là AMD. Micro Device. Công ty này có cái mảng kinh doanh là công ty này GPU, nhưng thị phần công ty này có mảng kinh doanh GPU tương đối nhỏ, nhưng thị phần của hãng này càng ngày càng tăng trong cái lĩnh vực là đơn vị xử lý lỗi. Đó là lý do nhiều người kỳ vọng cái cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi rất. Đó là lý do mà rất nhiều người kỳ vọng cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi rất lớn từ sự phát triển của AI. Rồi, đây là mình cắt gần như xong nè. Mà các bạn để ý là khi mình cắt gần như xong, mình cắt xong rồi á, thì cái thời lượng á, nó đã hơn 1 phút. Thì buộc phải mình cắt gọn là thế nào để cho dưới 1 phút, tại vì mình đang làm video ngắn mà. Khi cho 1 phút thì nó sẽ bị sai format, mình phải cắt gọn lại nữa. Đó, xong rồi để dưới 1 phút là được nha. Mình sẽ kiểm tra coi đoạn nào mà mình cắt nó chưa có sát, gọn lại. Đó, thì mình sẽ có một lần là cắt sơ qua hết, cắt những cái phần mà nó cho nó thành một cái câu chuyện liền mạch với nhau, rồi sau đó mình sẽ đi cắt tẻ lại. Đây mới là ba của Rồi các bạn có thể nghe nè, nghe cái đoạn mà sau khi mình cắt này nha. Không phải là ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Sau cái đợt bùng nổ về AI trong mấy tháng qua, thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI để đón đầu tương lai. Sai rồi, công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua được. Mà nếu các bạn muốn đặt cược vào cái công nghệ AI á, thì bất cứ công ty nào đang phát triển phần mềm AI hiện tại đều khá là rủi ro, vì cái công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn đầu và bất cứ công ty nào cũng có thể bị tụt hậu. Các nhà đầu tư khôn ngoan đã tìm đến những cái nền tảng để phát triển cái công nghệ AI này. Và đây là ba công ty tiêu biểu. Số 1, Nvidia là nhà thiết kế card đồ họa hàng đầu hiện tại, và các card đồ họa này được sử dụng rất nhiều trong các mô hình đào tạo ngôn ngữ AI. Số 2, Samsung. Tập đoàn Samsung đã được hưởng lợi rất lớn từ cái trend AI, vì những cái sản phẩm chip mà họ cung cấp có thể đáp ứng được các nhu cầu lưu trữ thông tin khổng lồ để sử dụng trong các mô hình ngôn ngữ của AI. Và cuối cùng là AMD. Công ty này có mảng kinh doanh GPU tương đối nhỏ, nhưng thị phần của hãng này càng ngày càng tăng trong cái lĩnh vực là đơn vị xử lý lỗi. Đó là lý do mà rất nhiều người kỳ vọng cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi rất lớn từ sự phát triển của AI. Rồi, các bạn thấy nè, khi mình cắt xong á là cái video nó đã rất là liền mạch với nhau rồi ha. Rồi bây giờ chỉ còn cái nhiệm vụ là mình làm sao mà tỉa cho nó xuống được dưới 1 phút thôi. Thì nó sẽ có hai cách, một là các bạn tỉa gọn lại, hai là các bạn sẽ cho nó nói nhanh hơn ở một số đoạn. Thì mình sẽ thường là mình sẽ tỉa trước. Trong trường hợp mà tỉa xong vẫn không có đủ để gọn á, thì mình sẽ cho nó nói nhanh hơn ở một đoạn cuối. Chứ các đoạn đầu các bạn không nên cho nó nhanh nha, tại vì đoạn đầu người ta muốn nghe cho rõ, bạn nói nhanh thì nhiều khi nó bị nhiễu. AI để đón đầu tương lai. Sai rồi, công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua được. Mà để mình tỉ lại cho gọn. Đấy, bạn muốn tỉ nó dễ kéo cái thanh này to lên đó, khi mà nó to lên bạn sẽ thấy dễ cắt hơn. Muốn đặt cược
khá là rủi ro. Thì bất cứ công ty nào đang phát triển phần mềm AI hiện tại đều khá là rủi ro vì cái công nghệ này. Giai đoạn đầu và bất cứ công ty nào cũng có thể bị tụt hậu. Các nhà đầu tư khôn ngoan có thể bị tụt hậu. Các nhà đầu tư khôn ngoan đã tìm đến những cái nền tảng để phát triển cái công nghệ AI. Này, và đây là ba công ty tiêu biểu. Rất một Nvidia là nhà thiết kế card, là nhà thiết kế Nvidia là thiết kế card đồ họa, thiết kế card đồ họa, là nhà thiết kế là nó bỏ chữ là luôn nhà thiết kế card đồ họa. đó, bây giờ nó bớt chữ. Hàng đầu hiện tại và các card đồ họa tại và các card đồ họa này được sử dụng rất nhiều trong các mô hình đào tạo ngôn ngữ AI. Số 2, Samsung. Tập đoàn Samsung đã được hưởng lợi rất lớn từ cái trend AI vì những cái sản phẩm chip mà họ cung cấp có thể đáp ứng được các nhu cầu lưu trữ thông tin khổng lồ. Những cái sản phẩm chip mà họ cung cấp Mình thấy khúc sau đó gần như là cũng không có cắt thêm được mấy, nó cũng đã khá khá là kỹ rồi. Nên mình sẽ dùng cái chức năng là tua nha. Rồi nè, thì coi như là khúc này là cũng đã gần dưới 1 phút rồi, mình sẽ dùng chức năng tua cho nhanh hơn nè. Còn và speed nè, đó bấm mình sẽ tua 1.1 đây, rồi sẽ nhanh hơn nè. kỳ vọng cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi rất lớn từ sự phát triển của AI. Không Đó phải là ra là nó vừa luôn, thấy chưa, vừa dưới một phút luôn. Rồi thì cái này là các bạn đã cắt xong một cái đoạn hoàn chỉnh, ok rồi, nhưng mà qua đây nó vẫn chưa đủ để làm cho video mà hấp dẫn, các bạn cần phải làm thêm những cái bước sau ha. Rồi bước đầu tiên mà mình sẽ làm á là mình sẽ làm cái tiêu đề, làm cái phụ đề, làm chữ, làm chữ cho cái video này. Ví dụ nè, đây rồi mình sẽ kéo hết cái đoạn này ha, sau đó mình vào phần text mình bấm chữ là auto caption để cho nó tạo ra caption tự động của những đoạn mình đã cắt rồi, thì nó sẽ gọn gàng và nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn chưa cắt và bạn làm caption đó, thì nó sẽ lấy luôn những cả những câu mà nói sai, nó sẽ rất là rối, nên mình cứ phải cắt xong hết mình mới đi làm caption. Rồi các bạn thấy không, đây đây là phần caption nè, chưa. Rồi phần caption này á, thì hồi nãy mình có nói với các bạn á, là nó sẽ hay bị sai chữ tả, cho nên mình sẽ đi sửa chữ tả. Nhưng mà trước khi sửa, bạn nên chọn cái phông cho nó nha, mình sẽ chọn cái phông chữ cho nó. Thì mình hay chọn cái phông chữ là phông nền tảng á, đây cái phông nền tảng nè, tại vì cái phông này là phông tiếng Việt, đọc nó khá là rõ ràng và dễ dễ đọc, cho nên mình sẽ hay chọn phông này. Các bạn có thể tự tìm phông riêng cho mình nha, nhưng mình thích phông nền tảng. Rồi kích thước chữ mà mình hay quen dùng là kích thước 12, tại vì kích thước này nó không quá to mà cũng không quá nhỏ, cho mình được hay dùng kích thước này. Rồi tiếp theo là sẽ có một số chỗ caption nó bị thụt nè, bài kéo lại mình sẽ hay kiểm tra kỹ đây, nó bị thụt này. Kéo lại cho nó vừa vặn. Thì bất cứ công ty nào đang phát triển phần mềm AI hiện tại đều Kéo nè, kéo lại cho nó ngay với cái đoạn nói á, nó hay bị tục ngắn hơn đó. Tất nhiên là nó đã auto caption cho mình là quá tốt rồi nha, chứ mình ngồi gõ lại hết thế này mình tốn thời gian lắm, rồi sau mình cũng làm tự làm caption mà. Rồi rồi vậy là coi như caption của bạn đã, thứ nhất là sẽ chỉnh được chữ nè, rồi chỉnh được cái phông nè, rồi tiếp theo là chỉnh lỗi chính tả. Các bạn bấm vào chữ caption này đọc lại chữ tả nè,
Rồi, đọc ra tiếng dưới nha. Đây, thấy chưa? Sáng tả nè. Đó, mình sửa lên. Đó. Cái khoa này. Đây mới là ba, số 3. Rồi. Ra đi. Đây, chờ sẽ tả nè. Mấy cái tên riêng hay sai lắm nha. Cái này nó có một chữ rồi mình thấy nó không hợp lý cho mình sẽ cho lên đây. Rồi, mình đã kiểm tra xong chính tả của toàn bộ cái video này. Tiếp theo nè, là cái phần caption á, bạn thêm nhớ là cái phần preset style á, bạn nên chọn cái này nè để cho cái caption dễ đọc hơn nè. Mọi người nhìn nha, bấm vào đây nè, đó thì nó sẽ tạo ra một cái viền, xung quanh cái chữ của bạn thì nó đọc dễ hơn, thấy không? Cái viền không, cái viền đen nè, đây viền nè, thấy chưa? Thì cái viền này nó sẽ làm cho cái chữ bạn dễ đọc hơn ha, mình đừng hay làm như vậy. Rồi, ok. Tiếp theo là cái phần cho cái này nó thú vị hơn á, là mình sẽ làm cái phần chuyển cảnh zoom in zoom out. Thì mình sẽ ví dụ nha, đây ha, thì mình sẽ cho nó to lên nè, đó các bạn có thể là cho to lên nè, cứ lâu lâu cho to lên một xuống nè, thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem nha tại sao mình phải làm như vậy nha. Nó làm cho cái video của mọi người nó sinh động hơn á, nếu mà để ở một góc á, nó sẽ chán. Này cho to lên, lâu lâu cho lên lên xuống tí. Rồi, ví dụ vậy đi. Rồi. Mình kiểm tra xuống hàng nè, sẽ có những lúc mình xuống hàng cũng sai đấy. Rồi mình sẽ thử coi lại nha. Không phải là ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Sau cái đợt bùng nổ về AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI để đón đầu tương lai. Sai rồi, công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua được. Mà nếu các bạn muốn đặt cược vào cái công nghệ AI á, thì bất cứ công ty nào đang phát triển phần mềm AI hiện tại đều khá là rủi ro, vì cái công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn đầu và bất cứ công ty nào cũng có thể bị tụt hậu. Các nhà đầu tư khôn ngoan đã tìm đến những cái nền tảng để phát triển cái công nghệ AI này, và đây là ba công ty tiêu biểu. Số 1, Nvidia, nhà thiết kế card đồ họa hàng đầu hiện tại, và các card đồ họa này được sử dụng rất nhiều trong các mô hình đào tạo ngôn ngữ AI. Số 2, Samsung, tập đoàn Samsung đã được hưởng lợi rất lớn từ cái trend AI vì những cái sản phẩm chip mà họ cung cấp có thể đáp ứng được các nhu cầu lưu trữ thông tin khổng lồ để sử dụng trong các mô hình ngôn ngữ của AI. Và cuối cùng là AMD, công ty này có mảng kinh doanh GPU tương đối nhỏ nhưng thị phần của hãng này càng ngày càng tăng trong cái lĩnh vực là đơn vị xử lý lỗi. Đó là lý do mà rất nhiều người kỳ vọng cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi rất lớn từ sự phát triển của AI. Rồi thì trong lúc mình coi lại mình thấy có một vài chỗ xuống hàng chưa hợp lý, mình sẽ quay lại chỗ đó mình sửa lại nè. Đây nó xuống hàng bị nhạy chẩn nè, đó rồi có vài chỗ thôi ha. Rồi tiếp theo là khi mà các bạn muốn làm cái video sinh động hơn á, thì sẽ có một vài chữ nên nhấn lên nhấn xuống. Thì mình sẽ khi mà muốn chỉnh những cái chữ cho to hay nhỏ xuống, các bạn nên bỏ cái phần là apply to all này để các bạn chỉnh từng cái chữ
Đây mình ví dụ nha, cho mình chỉnh cái này đi. Thì cái này mình sẽ muốn 11 cái đoạn, cái câu dài luôn để cho nó dễ nắm bắt. Đây. Rồi, ví dụ như chữ này đi, mình sẽ muốn cho nó to rõ hơn. Đây, mình sẽ cho màu vàng ha, to lên ha. Đó. Chưa? Đây, phong cách mình hay là để làm như vậy nè. Rồi. Rồi, đó, cho to ra. Gì nữa, các bạn có thể tùy phong cách của mỗi người nha. Mình thì quen vậy rồi. Rồi, mình sẽ làm một cái background nền nhớ nữa. Đó. Opacity nó trong suốt một tí 70% để nó nhìn phía sau này. Để cho to ra tí, cái dài tí. Đó là xong cái phần này ha. Rồi đó nè. Không phải là ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn. Rồi mình muốn cho chữ này to hơn nữa. Mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ nè. Rồi cái chỗ này mình muốn làm hiệu ứng nó thú vị hơn là nó nhảy từng chữ ra, thì làm sao? Mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Nè, mình sẽ xuống hàng. Nếu mà các bạn dùng trên điện thoại ấy, là nó sẽ có một chức năng là chức năng chữ up up thì nó cũng vậy luôn. Các bạn không làm như mình, mà mình sẽ máy tính mình sẽ làm cái này. Nè, coi nè. AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Rồi, cái đoạn này mình sẽ muốn cho to lên để nó thu hút được cái sự chú ý của người xem. AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Sau Đó. Lại nha. không phải là ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Sau cái đợt bùng nổ về AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT. Rồi đó, thì đây là cái phần về chữ nha. Mình tạm thời coi như là cái phần edit về chữ này là xong. Nếu mà các bạn nào kỹ có thể vào từng cái chữ này các bạn edit cho nó nhấn mạnh chỗ nào bạn muốn nữa ha. Rồi tiếp theo là phần hình ảnh, thì mình sẽ muốn lâu lâu nó xuất hiện hình ảnh, ví dụ như là OpenAI hoặc là cái công ty về Samsung hoặc công ty về Nvidia, trên mạng mình tìm hình. À, mình ghép hình vào cho nó sinh động hơn. Đây. Này đi. Mình chỉ cho các bạn cách ghép vào để cho nó thú vị hơn á. Rồi. Mình chèn vào. Đó nè, không phải. Không phải là ChatGPT. Rồi mình sẽ chèn vào ha. Không phải là Mình sẽ cho cái này xuất hiện ra ha. ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI. Không phải là ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Sau cái đợt bùng nổ về AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư. Rồi, chứ nhà đầu tư các bạn có thể lên mạng tìm kiếm nhà đầu tư. Cái hình nào mà nó giống nhà đầu tư một tí. Đây, ví dụ hình này đi. Đó, mình sẽ cứ đưa lên cho nó sinh động mà. Này nó không cho lấy tên khác.
rồi đó, thêm hình vào là nó sẽ hay hơn. AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư Và mình có thể phóng cái này to ra. AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI. OpenAI mình tìm cái chữ đó luôn. Thêm thêm hình vào là nó sẽ sinh động hơn nha. ChatGPT là để đón đầu tương lai. ChatGPT là open vào công ty mẹ của ChatGPT là open. Rồi thêm cái bộ hình ảnh đó, các bạn có thể dùng cái hiệu ứng ra vào đó nha, dùng nè. Thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ. Đó, cái này là mình dùng combo rồi, các bạn có thể dùng ra vào thêm. Mình đây cho nó ra nha, xuất hiện nha. Thì nhiều nhà Rồi. AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI để đón đầu tương lai. Sai rồi, công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua được. Mà Đó, rồi thì mình thêm vài hình nữa, ví dụ như là chỗ sâm Nvidia. cũng có thể bị tụt hậu các nhà đầu tư. Thêm vài hình nữa, nếu mà các bạn Số thêm 1 nhiều hình thì tốt lắm. Nvidia nhà. Càng nhiều hình nó càng sinh động hơn á. Đây. Bỏ này vào. Đó. Rồi. Công ty tiêu biểu số 1 Nvidia. Rồi. Đó. Nhà thiết kế. Đây là Samsung đây. Mình thì cũng không có ngồi kỹ tính cái lựa hình đó, cái hình nào mà nó được được mình lấy đó. Đào tạo ngôn ngữ AI số 2 Samsung, tập đoàn Samsung đã. Rồi đó, rồi đấy, như vậy là coi như là các bạn đã tạm thời edit xong một cái video nó rất là đơn giản theo phong cách của mình ha. Mình sẽ coi các bạn coi lại nha. Thường mình như vậy là mình đã đủ răng rồi đó. Không phải là ChatGPT, đây mới là ba cổ phiếu liên quan đến AI mà các bạn nên đầu tư ngay từ bây giờ. Sau cái đợt bùng nổ về AI trong mấy tháng qua thì nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng nên đầu tư vào công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI để đón đầu tương lai. Sai rồi, công ty OpenAI đâu có lên sàn đâu mà các bạn mua được. Mà nếu các bạn muốn đặt cược vào cái công nghệ AI á, thì bất cứ công ty nào đang phát triển phần mềm AI hiện tại đều khá là rủi ro, vì cái công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn đầu và bất cứ công ty nào cũng có thể bị tụt hậu. Các nhà đầu tư khôn ngoan đã tìm đến những cái nền tảng để phát triển cái công nghệ AI này. Và đây là ba công ty tiêu biểu. Số 1 Nvidia, nhà thiết kế card đồ họa hàng đầu hiện tại, và các card đồ họa này được sử dụng rất nhiều trong các mô hình đào tạo ngôn ngữ AI. Số 2 Samsung, tập đoàn Samsung đã được hưởng lợi rất lớn từ cái trend AI, vì những cái sản phẩm chip mà họ cung cấp có thể đáp ứng được các nhu cầu lưu trữ thông tin khổng lồ để sử dụng trong các mô hình ngôn ngữ của AI. Và cuối cùng là AMD, công ty này có mảng kinh doanh GPU tương đối nhỏ nhưng thị phần của hãng này càng ngày càng tăng trong cái lĩnh vực là đơn vị xử lý lỗi. Đó là lý do mà rất nhiều người kỳ vọng cổ phiếu này sẽ được hưởng lợi rất lớn từ sự phát triển của AI. Rồi, ok. Thì coi như đó là mình đã edit xong một video ngắn chỉ trong vòng khoảng cỡ 30 phút. Thật ra nếu mình tập trung làm là 30 phút là xong. Còn hồi nãy là do mình vừa làm vừa hướng dẫn mọi người cho nên nó hơi lòng tí. Rồi,
Thì sau đó các bạn làm gì nữa, bạn export nè, là bạn xuất cái video này ra ha, đây ha, rồi bạn xuất video. Trước khi xuất các bạn nhớ chọn cái nơi bạn xuất nha, dụ như là mình sẽ chọn cái nơi mình xuất ra là ở, mình thường hay tạo rất nhiều folder để mình lưu trữ rồi đó. Rồi sau đó mình cái chọn là video exporting. Các bạn nhớ được cái chọn mấy chỗ này nha, mấy chỗ này các bạn không có mua cái phiên bản là cấp cấp pro á, mà các bạn chọn mấy cái phần này á thì nó sẽ bắt các bạn mua pro. Các bạn chỉ cần chọn chỗ này thôi nha, làm miễn phí cũng làm được, tất cả những cái thứ mà mình làm các bạn coi nãy giờ là khắp cách miễn phí đều làm được. Rồi mình bấm chữ export nè và ngồi chờ nó xuất file là xong. Ok, vậy là xong rồi đó, nó đã xuất file ra rồi. Thì các bạn nhớ là bài này mình đã hướng dẫn các bạn cách dùng khắp cách rất là căn bản để edit một video ngắn viral được rồi. Và ở những cái bài sau á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng khắp cách nâng cao hơn để làm những cái phức tạp hơn, khó hơn, edit video nó nhiều cái nó thú vị hơn. Thì đó là những cái ở bài sau ha. Thì bài này mình tin là cái bài này là đủ cho bạn làm video viral rồi, tại vì các video mà mình đăng video ngắn hiện tại á đều làm theo cách này thôi, chứ mình không có dùng những cách phức tạp khác đâu. Mình những cái bài nâng cao là chỉ để cho các bạn dùng để làm những video dài cần thêm nhiều hiệu ứng, cần thêm nhiều cái thứ khác phức tạp hơn thôi ha. Rồi ok, vậy là đã đủ. Nếu mà mọi người thấy cái hướng dẫn của mình hữu ích đó, thì mọi người có thể là follow kênh YouTube của mình để mình sẽ có động lực để làm nhiều cái video hướng dẫn hơn cho các bạn nha.